Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Thế Anh. Và ngày hôm nay thì em xin lên sóng báo giá một cặp Nissan Sunny mà hiện tại bên cửa hàng đang còn để cho mọi người tham khảo xe nhé. Và xe thì em mới vừa rửa qua nước lã thôi, là lên sóng luôn cho mọi người tham khảo luôn. Một chiếc Sunny màu trắng là 2013 và chiếc màu xanh là 2014 nhé. Và cả hai chiếc thì bên em đang đồng bán với giá là 220 triệu đồng. Và số điện thoại liên hệ của em đó là 0354152888. Và địa chỉ để xem xe trực tiếp đó là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Và bên em thì có hỗ trợ vận chuyển mua bán toàn quốc nhá. Nếu mà mọi người ở xa mà ưng xe thì vui lòng liên hệ em. Cọc trước cho em 30 triệu đồng, em sẽ gửi xe lồng cho mọi người nhé. Và xe lồng bên Thế Anh thì đi dọc tuyến quốc lộ 1, mọi người có thể đón nhận xe tại dọc tuyến quốc lộ 1 nhé. Chiếc đầu tiên xin giới thiệu cho mọi người tham khảo đó là chiếc 2013, tổng hành xe là màu trắng nhé. Một form sedan hạng B, ngồi rất là rộng rãi và chạy thì khá là kinh tế nhé. Độ tiêu hao nhiên liệu của dòng Sunny này chỉ rơi vào tầm khoảng 5 lít rưỡi đến 6 lít trên 100 km thôi, nên là cũng rất là kinh tế. Một mẫu xe sử dụng động cơ là 1.5, mang biển kiểm soát là 30G09573. Một chiếc xe tên tư nhân biển Hà Nội. Và xe thì em cam kết là không lỗi nhé, không có tai nạn, không ngập nước. Đăng kiểm tháng 8 năm 2021. Và trang bị theo xe là bộ mâm thường đây, 14 inch và dàn lốp 4 quả, khe rãnh khá là sâu luôn nhá. Sơn xi đẹp, xe không lỗi. 220 triệu đồng cho một mẫu xe Nissan Sunny. Nội thất ghế bọc da màu kem này, màn hình cam đùi nhá, vô lăng này, ủ số đây, trần 5D màu kem rất là đẹp này. Gương kính chỉnh điện, một chiếc xe bản đủ qua túi khí và phanh ABS nhá. Đây mọi người có thể quan sát nhá, phần nội thất của xe thì khá là rộng rãi này, ngồi rất là thoải mái, không bị bí nhá. Và xe được trang bị cả cửa gió điều hòa thứ hai này rồi, ngồi sau chúng ta không lo bị nóng rồi nhá. Một mẫu xe đến từ chất lượng của Nhật, và những xe đến từ chất lượng của Nhật thì mọi người cứ yên tâm thôi nhá, tất cả đều cạnh tranh như nhau thôi, nên là mọi người cứ yên tâm khi sở hữu xe thôi nhá. Màn hình cam đùi đầy đủ đây, một chiếc xe là còn rất là mới và đẹp. 220 triệu đồng cho một mẫu Nissan Sunny 2013 nhá. Và chiếc tiếp theo là xin giới thiệu cho mọi người tham khảo đó là chiếc 2014 màu xanh dương, mang biển kiểm soát là 30F49169. Và chiếc xe này thì bên em cũng đang chào bán với giá là 220 triệu nhá. Đăng kiểm tháng 1 năm 2022. Bộ nút và dàn lốp đây cũng khe rãnh rất là sâu, bộ mâm thường nhá, xin lỗi. Đấy, mọi người mà hợp mệnh chiếc xe nào thì liên hệ Thế Anh theo số điện thoại 0354152888 nhá. Và tỉnh Hải Dương thì đã dỡ bỏ cách ly phong tỏa từ ngày 3 tháng 3 rồi, nên là có anh chị đi lại bình thường nhá, đường xã lưu thông trở lại bình thường rồi. Xem xe thì cứ ok thôi, thoải mái nhá. Cả hai chiếc đều cam kết mọi người là không lỗi nhá, không có tai nạn ngập nước. 220 triệu đồng là mọi người đã sở hữu xe rồi. Mọi người mà quan tâm xe thì vui lòng liên hệ Thế Anh nhá. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi hết video của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tới của em nhé.